chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Như cũng đã chia sẻ với anh em thì trong 2 ngày cuối tuần vừa qua cũng có một chút việc gia đình, vì thế nên em không có túc trực cũng như thường xuyên để trả lời các bác những cái thông tin liên quan tới dàn âm thanh mini cũng như đầu giải mã. Ngày hôm nay thì một video tổng hợp những thiết bị đầu giải mã mới về hàng tại shop. Đây là một trong những video thực sự sẽ rất là quan trọng đối với những bác đang phân vân cũng như tìm hiểu mua hàng tại bên em, để có một cái video tổng hợp tất cả những cái sản phẩm đang có hàng tại shop, hình thức cũng như là mức giá. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có thực đơn của video này, sẽ có những thiết bị giải mã đến từ hai thương hiệu chính, đó là Đơn Ông và Ma Răng. Pioneer và Ma Răng. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có khá là nhiều những mẫu khác nhau, và bây giờ em sẽ tiến hành giới thiệu với các bác hình thức của từng thiết bị một cũng như là mức giá của thiết bị cũng như tính năng. Ok, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi từ bên phải sang bên trái đi. Ở phía trên đây, bên em về hàng hai chiếc đầu Ma Răng HD Dark 1, rất là đẹp. Đây là một trong những thiết bị, một trong những con đầu giải mã cũng đã đốn tim rất là nhiều anh chơi nhạc cũng như là anh đang tham khảo. Tại vì là cái sản phẩm này các bác có thể thấy là lâu lắm rồi với về hàng tại shop, và ngày hôm nay thì về bổ sung hai chiếc. Hai chiếc này thì về hàng với hình thức là 95% trở nên, với đầy đủ khiển zin và dây nguồn zin, còn không có thùng các bác nhá. Thực ra là cũng có thùng nhưng mà nó không có shop, vì thế nên em tính là không có thùng. Ma Răng HD Dark 1 với chiều rộng là 27cm, chiều sâu cũng như thế, chiều cao rơi đâu đó vào khoảng 10cm. Và cái đặc điểm mà có nổi bật ở trên thiết bị này đó là cái phong cách thiết kế của nó được ốp hai má nhựa giả gỗ, giả vân gỗ rất là đẹp đó, và nó có tới hai cái đường optical in để các bác có thể giải mã từ hai thiết bị khác nhau. Ngoài ra thì cũng có thể cắm thêm cả một cái jack 3.5 để các bác chơi dạng từ điện thoại sang. Và cái đặc điểm quan trọng nhất trên Ma Răng HD Dark 1 mà anh em yêu thích đó là cái tính năng pre âm lượng với hai cái cổng riêng biệt fixes và vario. Và em sẽ quay cùng các bác cùng tham khảo đây. Máy thì rất đẹp, và ở trên lưng sẽ có những cái sức giam nhỏ không đáng kể. Với mức giá của thiết bị này, đó là mức giá của thiết bị này hiện tại Thanh Tâm đang cung cấp với mức giá là 13 triệu đầy đủ khiển zin. Bác nào quan tâm tới thiết bị này thì có thể liên hệ từ số hotline của em. Ôi khá nặng. Đây. Đây là phía sau của Ma Răng HD Dark 1 này. Ở trên thì chúng ta cũng sẽ có những cái xước răm nhỏ nhỏ tí như này, không đáng kể. Nó giá là 13 triệu. Sản xuất tại Trung Quốc và xuất về thị trường Nhật năm 2014. Trong cái dòng đời máy HD Dark 1 này sẽ có quý 1 là làm ở Trung Quốc, còn quý 2 đã về Việt Nam. Sẽ có những máy made in China và có những máy made in Việt Nam. Đối với các bác nào ít tìm hiểu những thiết bị âm thanh đời mới bây giờ thì xin các bác đừng hỏi tại sao đồ Nhật lại là sản xuất lại là made in China. Cái này em sẽ không trả lời nữa. Ok, đây là hai cái đường quang này, optical 1 và optical 2. Cái điểm đặc biệt ở trên thiết bị này nữa đó là nó có một đường fixed và một đường variable để các bác có thể tăng giảm âm lượng pre tiếng cho cái âm ly của bác không có cái tính năng đó. Rất tuyệt vời. Đường này chơi từ điện thoại vào này, đồng trục một đường quang, hai đường máy tính. Đó. 13 triệu một máy các bác nhá. Ok, phía dưới thì chúng ta sẽ có Pioneer N50. Máy này thì quá nổi tiếng tại shop rồi, rất nhiều anh đang sử dụng, tính năng rất là nhiều cũng như là sử dụng rất là bền, mượt mà. Pioneer N50 với mức giá là 11,5 triệu, chơi nhạc từ Optical, Casio, máy tính sang, AirPlay từ điện thoại sang. Và ra thì còn đọc cả USB ổ cứng, giải mã 32 bit các bác nha. 11,5 triệu một con máy full box với hình thức xuất sắc, lai lưu, rất đẹp. L70A thì đã tăng giá so với cái giá những sản phẩm trước đây. Một máy line new xuất sắc thì sẽ có mức giá là 23,5 triệu. Chỉ có một máy thôi, các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ sớm. Đó, đây là L70A, hình thức 99%, đầy đủ phụ kiện đi kìa. Và thiết bị HD Dark 1 này có điều khiển, con này có điều khiển các bác nhé. Các bác có thể điều khiển từ xa. Tiếp đến combo bên này, Cambridge Audio Sonata N30. Đây là một đầu Network Audio Player. Thì cái đầu Network Audio Player này sẽ giúp cho các bác chơi nhạc từ Spotify này, USB này. Đó, và nó không có đường quang từ TV. Các bác lưu ý nha, đây là đầu Network Audio Player, vì thế nên nó sẽ không có đường quang từ TV. Với mức giá là 7,5 triệu. Con này em đang sale off với mức giá là 7,5 triệu. Thì con này là sẽ phù hợp với những trường hợp như các bác sử dụng như nào. Ví dụ các bác đang có một con đầu MD, một con đầu giải mã mà không có tích hợp USB và Spotify, thì các bác có thể mua bổ sung đến thiết bị này để có thể xuất âm xuống cái con đầu giải mã hiện tại, để biến cái hệ thống của các bác thành một hệ thống có tính năng đọc USB cũng như Spotify rất là tiện.
Cambridge Audio Sonata NP30 mức giá sale off là 7,5 triệu. Ok. À, hiện tại thì em đang đặt cạnh bên này một chiếc ampli số Denon PMA50. Thiết bị này là một chiếc đầu ampli số. Đó, với mức giá là 10 triệu nguyên thùng xốp để chuyên trị đánh những cái cặp loa bé Muxel. Phía dưới đây chúng ta sẽ có một cái đầu CD đến từ Pioneer với tên mã là Super Audio CD PD70. Đầu này đọc được đĩa SACD, các bác lưu ý nhá, logo của SACD đây. Và đầu này cũng là một trong những con đầu giải mã 32 bit và không cần đĩa mồi. Một đầu CD tích hợp giải mã 32 bit không cần đĩa mồi và đọc cực cả nhạc từ USB cũng như iPod này. Các bác thấy tiện chưa? Với mức giá cực hà rẻ 10 triệu kèm khiển zin. Các bác lưu ý nhá, Super Audio CD PD70 10 triệu kèm khiển zin này. Giải mã tín hiệu từ Smart TV lên tới 32 bit, đọc USB ổ cứng và CD. Đó. Ở phía dưới đây thì là một thiết bị ok, xin lỗi các bác. Ở đây là một thiết bị em mới mua về, dự định sẽ thay thế cho hệ thống Sansui cũ. Ampli số Pioneer A70, thiết kế đời mới của hãng được Air Studio nghiên cứu. Đó, nghiên cứu và thiết kế sử dụng chip giải mã Sabre 32 độc quyền, sử thường được đưa lên những cái sản phẩm của Pioneer. Và con máy này sẽ, con âm đi số này với mức giá là 29 triệu các bác nhá. Em sẽ để mức giá rất tốt, hàng nguyên thùng xốp, đầy đủ khiển zin các bác nhá. Mức giá 29 triệu thì các bác sẽ có một chiếc đầu máy âm ly đánh được hai kênh AB này. Hiện tại đang phối gáp với 180A, có bát chép này, cân bằng loa đầy đủ hết và hàng là hàng có thùng xốp. Các bác lưu ý nhá. Và nó còn có chế độ nao lớt này. Rồi cái máy này nó cũng có giải mã tín hiệu từ đồng trục và từ máy tính sang. Rất là tuyệt vời, một con đầu ampli số. Và đặc biệt đối với cái nhu cầu hiện tại của em thì em rất là thích cái tính năng play của nó. Các bác có thể ngồi và điều khiển từ xa âm lượng nhưng không phải đến vặn vặn như con Sansui này nữa. Nó rất là tuyệt vời. Con máy này em mua về để sử dụng, tuy nhiên bác nào kết thì em cũng có thể chia sẻ lại. Và các bác có thể thấy là đây là dòng 70 A70 Ampli PD70 CD và N70A Network. Đầu giải mã là một complete của nó, đời mới của nó. 29 triệu các bác nhá. Đây các bác nhìn nhá, các bác nhìn núm vặn âm lượng nhá. Đó, rất là tiện đối với các bác nào nghe nhạc mà ngại đi lại, đúng như cái mục đích sử dụng của em. Ok, ngày hôm nay thì bên vệ phía trên này chúng ta sẽ có hai cái đầu đến từ Mazang, một đầu phay vàng chanh Mazang NA6005 rất là hot trên thị trường với Bluetooth tích hợp, Wi-Fi tích hợp, Spotify tích hợp, USB ổ cứng. Đầu máy này mới về hàng với hình thức xuất sắc với mức giá là 13 triệu, chỉ có một cây duy nhất. Ok. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có một chiếc máy Mazang 8005 màu đen. Màu đen này cũng khá là hiếm tại shop. Với hình thức khoảng 97% đầy đủ khiển zin, cũng có thùng, tuy nhiên là phía trong shop bị mất nên chúng ta cũng có thể tính là không thùng cũng được. Bộ đầu ampli này với mức giá là 15 triệu rưỡi, còn 8005 này chỉ có một chiếc màu đen thôi, 95-97% khoảng đấy. Các bác lưu ý nhá, hai Mazang 6005 và 8005. Đến đây em sẽ nốt lại một chút với các bác, đó là nhiều bác sẽ thắc mắc trong cái dòng sản phẩm của Mazang ấy, nó sẽ có là NA7004 này, NA8005, NA6005, NA6006 và ND8006. Thì thoạt nghe qua thì chúng ta sẽ hiểu nôm na vấn đề là càng số bé thì là càng đời trước, càng ra trước, tuy nhiên không phải. 7004 là con cổ nhất, sau đó đến 8005, sau đó mới đến 6005 và 6006. Vì sao? Vì 6005 và 6006 là phiên bản rút gọn của chiếc đầu ampli tích hợp CD ND8006. Các bác lưu ý nhá, như con này sẽ sản xuất đâu đó vào 2014 nhưng thiết bị này nó mới sản xuất năm 2017 cho nên thôi. Sẽ là toàn những thiết bị sản xuất 2017-18. Đó là 6005. Và thực sự là đối với những bác nào mà chơi nhạc không chơi từ thứ nhất là từ máy tính này, thứ hai là từ CD sang, thì đây là một sự lựa chọn tối ưu nhất. Bluetooth, Spotify, Wi-Fi, USB ổ cứng, rất tuyệt vời. Đó, và giải mã lên tới DSD thì chắc chắn nó sẽ vượt qua cái ngưỡng 32 bit rồi. Rồi, cuối cùng là chiếc đầu giải mã mà em tâm đắc nhất và hiện tại em đang sử dụng trong cái không gian nghe. Đầu giải mã này nó không về hàng liên tục đâu các bác nha, tại vì đây nó thuộc phân khúc cao cấp. Và phân khúc cao cấp thì sẽ được bên em đầu giá mua về từng chiếc một, thiết bị nào đã giao cho khách hàng thì em phải mua thêm, chứ nó không nhiều như những chiếc giải mã tầm trung như khoảng này.
Đây là Sony HAPZ-1AS với hình thức là 99% nguyên thùng xốp. Cái đặc điểm ở trên Sony HAPZ-1AS này cũng đã chia sẻ với các anh rất là nhiều, rất tuyệt vời và tiện lợi đối với nhu cầu chơi nhạc. Như một người chơi nhạc như em thì em sẽ chọn chiếc đầu giải mã này. Tuy nhiên cũng phải chia sẻ với các bác luôn, nếu mà các bác chơi nguồn đa nguồn từ máy tính, từ TV, từ CD, rất là nhiều đường khác nhau như một con giải mã này, thì các bác không thể chọn được chiếc đầu này đâu. Tại vì nó được tích hợp một ổ cứng 1T bên trong máy, các bác có thể nâng cấp lên tới 4T. Và chúng ta sẽ chọn nhạc trên điện thoại, tất cả nhạc số đều nằm trong con máy này, và chúng ta chỉ cần vào điện thoại và chọn nhạc để chơi đơn giản. Đấy, rất tuyệt vời. Và cái app của nó thì nó có độ mượt mà là thuộc dòng top 1 của tất cả những đầu máy tích hợp app trên điện thoại. Sony HAPZ-1AS với mức giá là 37 triệu, chỉ có một cây duy nhất. Bác nào quan tâm tới thiết bị này thì có thể liên hệ tới số hotline của em. Ok, vừa rồi em có giới thiệu cho các bác một vài những cái sản phẩm giải mã đang có hàng tại shop bổ sung cho các bác. Bác nào quan tâm tới thiết bị nào thì có thể liên hệ tới số hotline là 0966050917 để nhận ảnh chi tiết góc cạnh của máy cũng như báo giá cụ thể. Nếu các bác cần thiết em sẽ làm video test riêng nếu các bác yêu cầu. Ok, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.